Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên. Khi chỉ muốn anh gọi tên, tên em. Chỉ có ai ngoài em, chẳng thể là một ai ngoài em. Yêu thương kia chỉ như làn gió, anh chỉ vương lại một làn tóc. Hay có khi nào người bước qua nên trong em chẳng thấy được gì? Có lẽ do nhiều điều đắn đo nên em chẳng thấy được gì. Anh có thấy được gì trong mắt em không, baby? Thấy được gì trong ánh mắt em, baby? Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên, tên em. Chỉ có ai ngoài em, chẳng thể là một ai ngoài em, em, em. Không ai khác ngoài em, vì đôi khi chỉ muốn anh gọi tên, tên em. Chỉ có ai ngoài em, chẳng thể là một ai. Baby come to me closer. Anh là thứ mà em tìm kiếm. Hãy để gần hơn và nhảy đưa bossa nova. Baby hãy để khi em đắm chìm, vượt qua hết tất cả bao nhiêu anh nhìn. Em vẫn đứng ở đó giữa những ánh đèn và tất cả hòa nhịp vào trong màn đêm. Hòa nhịp trong màn đêm. Chỉ có mỗi em dưới ánh trăng. Nhìn những vì sao này anh muốn ghé thăm. Chẳng ai khác ngoài em đâu, chẳng ai khác khiến anh đắm say được bằng em đâu. Anh có thấy được gì trong mắt em không, baby? Thấy được gì trong ánh mắt em? Samsung AI Eco Bubble, tự động phân bổ nước giặt xả theo độ bẩn. Wow, xin được cảm ơn Cao Tiểu Thư và Vũ Đoàn bước nhảy. Một tiết mục mở màn vô cùng hoành tráng, nhảy cỡ này, hát cỡ này, dữ liệu như vậy. Văn Mai Hương cảm nhận như thế nào về Cao Tiểu Thư ạ? Bao nhiêu năm qua cái bạn này bạn ở đâu ta? Tại vì em nghe giọng, em có một vài những cái option và em vẫn giữ quan điểm là sẽ từ một cuộc thi âm nhạc nào đó ra, tại vì bạn vừa có thể nhảy được, hát rất là tốt, rồi cách mà trình diễn này kia cảm thấy thoải mái lắm, không có gì là đi thi mà giống như là một cái tiết mục biểu diễn vậy đó, chuyên nghiệp. Đúng rồi, chuyên nghiệp thì chắc là cũng có thể là được đi biểu diễn này kia các thứ một vài năm rồi. Hay là có khi nào chị Hải Yến idol không ta? Ồ, có nghĩa là không phải một gương mặt mới đúng không? Yeah. Chị Hải Yến hay đồ nghe cũng là một option. Tại vì chị Hải Yến bây giờ rất là gầy. Đúng rồi, đúng mà rồi. Mà chị Hải Yến hồi xưa còn học võ. Cáo ơi, tôi nói thiệt nha, hôm nay Cáo hát xuất thần luôn á. Hôm nay cái bài này nó quá là hợp với bạn. Yeah. Cho nên là khi mà bạn phát ra tự nhiên lắm, bạn bắt cái rhythm rất là tốt. Cái gu nhạc của bạn á, tôi phải dùng từ có một cái thái độ quyến rũ của cái người phụ nữ từng trải.
phải nói một tí là đối với những cái vòng thi quan trọng như của The Masked Singer ở những vòng này, thực ra việc chọn những cái bài hát mà có tiết tấu rhythm hơi nhạc dance một tí nó hơi là một cái thử thách, bởi vì những cái thí sinh còn lại có thể là sẽ chọn những cái bài ballad để chưng trổ rất là nhiều. Nhưng mà thực ra là chị rất 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 là thích và rất là mong muốn được nhìn thấy nhiều hơn nữa những cái hình ảnh như thế này của Cáo. Bởi vì nếu như Cáo là đúng là cái người mà chị viết trong cái tờ giấy hồi nãy chị có quay ra, chị nói với anh Thành là bạn ấy phải nổi tiếng. Bạn này phải nổi tiếng hơn nữa. Tại vì chị rất là thích cái giọng của Cáo từ lâu rồi. Và bạn này có cái thẩm mỹ âm nhạc rất là cao. Đúng như Hương nói là bao năm qua ở đâu đấy. Cảm ơn hội đồng cố vấn. Và thật ra hội đồng cố vấn đang có rất nhiều câu hỏi dành cho Cáo, và chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi bằng một manh mối để khai thác thêm về những lỗi lầm. Đó là thuận lợi hay là cản trở thưa em? Dạ, lần này chúng tôi hứa là thuận lợi ạ. Là hội đồng cố vấn sẽ được đặt vấn đề với Cáo. Và chúng tôi sẽ có một từ khóa. Thời gian tối đa đặt câu hỏi là 4 tiếng. What? 4 tiếng. Giống chơi Nala vậy. Dạ, khoảng 30 giây thôi. Trời. Nên hỏi rất nhanh nè, suy nghĩ rất nhanh. 30 giây sao hỏi được? 1 phút đây. Nhìn qua cái này là hết 30 giây rồi. 1 phút đi 4 người lận. 30 giây sao hỏi được? 1 phút đây. Nhìn qua cái này là hết 30 giây rồi. 1 phút đi 4 người lận. Nếu mà 1 phút thì được, chúng tôi miễn cưỡng đồng ý. Miễn cưỡng đồng ý. Em không được từ chối. Anh không có quyền. Từ khóa gì? Từ khóa cũng là manh mối. Mọi người phải suy nghĩ thật kỹ, hỏi những câu hỏi thật khóc búa vào với Cáo. Chủ đề lỗi lầm, để xem từ khóa là gì. Manh mối là dữ vậy. Hết cả mình. Lạc lối. Lạc lối. Thời gian hỏi bắt đầu. Lần lạc lối cuối cùng cách đây bao lâu? Dạ mới đây, tại Cáo lạc lối khi tới phim trường. Lạc đường á anh. Tức dễ sợ tức. Bí câu hỏi của ta. Tóc tiên. Lạc lối trong âm nhạc hay tình yêu? Dạ, lạc lối trong âm nhạc là một bài hát của chị Bảo Thi. Trời, tức quá luôn á. Cho xin một ví dụ cụ thể hơn về một lần lạc lối trong tình yêu. Chắc chắn là phải lạc lối trong tình yêu rồi, không thể nào mà chưa lạc lối được. Dạ, em có một lần lạc lối trong tình yêu. Em phải đi tìm lại chính bản thân mình. Em hát bài Tìm của chị Minh. Tìm hoài để thấy để thấy được tình yêu ấy. Là lạc luôn giọng rồi đó. Qua filter nên hơi lạc tí. Vâng, Mai Hương à. Em có bị lạc lối trong sự nghiệp bất kỳ một cái giai đoạn nào đấy không? Cũng có một xíu. Anh Thành hỏi nào khó anh Thành. Hết thời gian. Hết giờ. Hết giờ. Hết giờ. Tính là Cáo này trả lời hay quá. Cáo là tổ lái hay sao á? Tôi hỏi mà đẩy cái câu trả lời lạc lối tới phim trường là thôi. Cô vẫn cụt đường không biết hỏi gì tiếp. Lần đầu tiên là thí sinh làm cục hứng anh Thành đó. Dẫn anh Thành đi chỗ khác luôn. Không sao, với những cái thái độ trả lời như thế thì chúng ta chỉ có một cách. No. Loại. Mọi đau đớn người vì sợ. Ôi, nói vậy thương quá. Thôi này thôi. Chứ qua màn đối đáp này thì chúng ta có thêm một dữ liệu nữa là Cáo là một người rất là dạng sân khấu, đâu bị rối loạn đâu. Đây nè, rối loạn là bên này nè. Bây giờ là hỏi nè, khi Cáo lạc lối, em làm gì? Dạ, khi Cáo lạc lối thì Cáo hát. Em có tìm được đường ra không? Dạ, có. Là bây giờ đang hết lạc rồi đúng không? Thực ra thì khi mà em lạc lối thì em hay đi ăn. Bây giờ chúng ta phải đến với lại đáp án của vị khách mời trước đã. Hội đồng cố vấn chúng tôi đã ghi nhận đáp án trong cái bìa thư rồi. Xin mời cố vấn Văn Mai Hương ạ. Em có một vài những cái option mà em không biết là ai giờ. Em nói ba cái luôn đi.
Trừ hao đi. Một là chị Hải Yến là idol. Một. Hai là Sophia. Hai. Ba là Vũ Thảo My. Yeah. Rồi. Wow. Chúng được cái gì chúng? Không chúng cũng sao, ngày mai là hết gặp. Cáo, hãy gửi khán giả bình chọn đi nào. Khán giả ơi, ngày hôm nay mọi người bình chọn cho Cáo nếu đứng hạng nhất. Cáo mua đồ ăn ngon ơi là ngon cho mọi người nha. Trời ạ. Trời ạ. Bé này nó khéo quá. Khán giả ơi, các bạn có muốn ăn đồ ăn ngon không ạ? Thì các bạn biết các bạn phải làm gì rồi đúng không ạ? Trời ơi quá trời. Vừa hát hay, nhảy giỏi, đẹp người đẹp nết, kính trọng đàn anh biết điều. O bế hết mất. O bế hết mất. Người đâu? Ra. Bế vô cho anh. Nhẹ nhẹ thôi.